Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3 luyện tập. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tìm Việt Nam luyện tập tiết 49. Rồi, tìm Việt Nam thì hôm nay cái bài chúng ta chỉ học là một số cái đồng tiền nhỏ nhỏ thôi. Rồi. Bây giờ thầy đây. Thầy sẽ sắp xếp từ từ nhỏ tới tiền lớn. Đây là từ 200 đồng. Được, 200 đồng. Đó. Tiền này thì ra ngoài chợ thì người ta họ không chịu lấy. Mình đưa người ta họ không chịu lấy. Nhỏ. Nhưng mà vào ngân hàng hoặc là siêu thị người ta vẫn lấy bình thường. Đó, đây là 200 đồng. Rồi, từ 500 đồng. Và cũng tương tự vậy. Ra ngoài chợ giờ đưa người ta họ không chịu lấy. Người ta nói nhỏ quá. Nhưng mà vô siêu thị hoặc là ngân hàng người ta vẫn lấy bình thường ha, vẫn lưu hành bình thường. Rồi, có tờ này. Tờ này thì chị lộn xộn. Cái tờ này là 1.000 đồng đang lưu hành bình thường. Đó. Này. Đang lưu hành bình thường, 1.000 đồng. Tờ này là 2.000. Đây, cũng đang lưu hành bình thường. Tờ này là 5.000. Đây, lưu hành bình thường. Đây là tờ giấy, thì gọi là tờ giấy bạc. Còn từ 10.000 trở lên thì là dạng là tờ polymer. Đây là 10.000. Hôm nay chúng ta chỉ học là từ dưới 5.000 thôi. Trong bài chúng ta thấy là chỉ có dưới 5.000 thôi. Nhưng mà sẵn đây thầy giới thiệu luôn. Đây là 10.000. Và tất cả thầy nghĩ là tất cả các em đều biết những cái đồng tiền này nữa. Đó là 20.000. Và cái này là 50.000. Đây. Tờ này là tờ 100.000 đồng. Và còn hai tờ nữa, tờ 200.000 và tờ 500.000 nữa, nhưng mà thôi, chúng ta giới thiệu sơ sơ thôi. Bài số 1. Viết số tích hợp và dấu chấm theo mẫu. Này là 2.000 đồng. Cái này là 1.000 đồng. Cái này là 5.000. Cái này là 500 đồng. Như vậy là chúng ta cộng hết lại. 2.000 ta cộng với 1.000 là 3.000. 3.000 ta cộng với 5.000 là 8.000. 8.000 ta cộng với 500 là 8.500. 500 đồng. Rồi, tương tự cái này là 1.000 cộng 1.000 là 2.000. 2.000 ta cộng với 2.000 là 4.000. 4.000 ta cộng với lại 200 là bằng là 4.200 đồng. Bài này 5.000 ta cộng với 2 là 7.000. 7.000 ở đây là 500 ta cộng với 500 là bằng 1.000. Như là 7.000 ta cộng với lại 1.000 là 8.000. Cái này là 2.000 ta cộng với 5.000 là bằng 7.000. Cái này là 200 ta cộng với 100. Cái từ 100 này giờ không có. Thầy không có, giờ thầy không có. Đồng này dạng hàng hiếm lắm. 100 đồng. 100 ta cộng với lại là 200 là 300. 300 mới tặng 700 này là bằng là 7.300. Bài số 2. Tô màu các tờ giấy bạc để có tổng số tiền tương ứng trong con hẹp. Như vậy đây là người ta cần là tổng này là 4.500 đồng. Như vậy chúng ta sẽ cần là tờ nào đây? Như vậy chúng ta sẽ cần là đây. Sẽ có là một tờ 500. Sẽ có là một tờ 500 đồng này, được không? Và một tờ đây là 4.000. 4.000 thì chúng ta sẽ cần là hai tờ 2.000. Hai tờ 2.000 là 4.000, được không? Rồi, ngay chỗ này chúng ta có cách thứ hai. Chúng ta không có chọn từ 2.000 mà chúng ta sẽ chọn từ 1.000, 1.000 này cũng được. 1.000, 1.000 là 2.000, 2.000 mới là 2.000 là 4.000, 4.000 mới 500 là 4.000, 1.500. Nha, chúng ta có hai cách chọn chỗ này cũng được. Bài dưới này là 9.000.
9.000 thì chúng ta sẽ chọn là 5.000 với lại là hai từ này, được. Hai từ này thì chúng ta sẽ được là 9.000. Còn ngoài ra thì chúng ta không có chọn từ 2.000 thì chúng ta sẽ chọn là 1.000, 1.000 này cũng được. Được, 1.000, 1.000 thì chúng ta lấy một từ này thôi, một từ này và hai từ này nữa là đủ, cũng đủ 9.000. Chúng ta qua trang tiếp theo. Nó qua bài số 3. Viết số tính thật vào ô trống theo mẫu. Tổng số tiền 4.500 đồng. Các tờ giấy bạc là đây là 500 một tờ. Tờ này là hai tờ. Tờ này là một tờ. Như vậy là đủ, được không? 7.000. 7.000 chúng ta sẽ chọn gì đây? Chúng ta sẽ chọn là một tờ 5.000, được không? Một tờ 5.000 này. Và một tờ 2.000. Còn này chúng ta không có, không không chọn. Đó, là đủ. Cách khác thì chúng ta cũng có thể là chọn cách khác cũng được, được không? Ví dụ như chúng ta sẽ chọn hết 7 tờ này luôn cũng được, đó, 7 tờ này luôn. Rồi 8.500. 500 thì chúng ta sẽ chọn một tờ 500 này. Còn là 8.000. 8.000 chúng ta sẽ chọn là mỗi mỗi cái một tờ. 1.000 cộng 2.000 là 3, 3 ra cộng với 5 là bằng 8. 6.500. 6.500 thì chúng ta sẽ cái lẻ chúng ta sẽ chọn một tờ này, một tờ này, một tờ 5.000 và một tờ 1.000, còn này là không. 10.000. 10.000 thì chúng ta sẽ chọn là 5 tờ này. À xin lỗi, 5 tờ này. Còn không chúng ta sẽ chọn hai tờ này. Được. 5 tờ 2.000 cũng được. Hoặc là 10 tờ này cũng được. Nhà cách nào cũng được. Nhà này chúng ta không cần, không cần. Không cần. Bài số 4. Tại một siêu thị sách, người ta ghi giá là một bút chì là 1.500 đồng, giá một quyển vở là 4.000 đồng. Bạn An muốn mua hai quyển vở và một bút chì thì phải trả là bao nhiêu tiền? Như vậy là giá một bút chì là 1.500, một quyển vở là 4.000. Bạn An muốn mua hai quyển vở và một bút chì. Đây, hai quyển vở đâu? Đây, hai chúng ta nhân cho 4.000 ta nhân 2 là bằng 8.000. Như vậy chúng ta sẽ trước tiên chúng ta sẽ tính là số tiền mua cuốn vở là số tiền mua hai cuốn vở là bốn nghìn ta nhân cho 2 là bằng là 8.000 đồng. Rồi 8.000 với lại chúng ta sẽ mua là một bút chì, người ta cộng với 1.500 nữa, số tiền An phải trả là 8.000, ta cộng với lại 1.500 đồng bằng 9.500 đồng. Đáp số. Chín nghìn năm trăm đồng. Chúng ta qua bài số 5. Bạn Hà mua một quyển truyện giá là 5.500 đồng và một cây bút giá 2.000 đồng. Bạn đưa cho cô bán hàng một tờ giấy bạc là 10.000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho bạn Hà là bao nhiêu tiền? Và chúng ta sẽ tính tổng số tiền này là bao nhiêu? Được, tính tổng này. Tổng số tiền bạn Hà mua là
Rồi, vận chuyển là 5.500 đồng. Ta cộng với lại là cái bút là 2.000 đồng. Bằng là 7.500 đồng. Rồi đưa 10.000 thì chúng ta lấy 10.000 ta trừ này ra. Tiếp theo, hỏi cô bán hàng trả lại số tiền cô bán hàng trả lại cho Hà là trả lại cho Hà là 10.000 ta trừ cho 7.500. Ủa cái này 7.500 mà sao dư số 0 dữ à? Rồi thối lại còn lại được là 2.500 đồng. Đáp số. Hai nghìn năm trăm đồng. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy thì cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.